Juri ready. 3, 2, 1. Vậy là có thể thấy là khác với các vận động viên của Singapore sử dụng hai dao và một gậy thì ba binh khí mà các vận động viên của Malaysia lựa chọn ngoài dao và gậy, những binh khí bắt buộc thì binh khí thứ ba họ lựa chọn là song tô. Với thể thức biểu diễn seni của môn pencak silat thì sẽ có 10 trọng tài hay còn gọi là 10 jury chấm điểm với thang điểm từ 9 đến 10. Người trọng tài sẽ chấm điểm và sau đó lấy điểm trung bình. Có thể sẽ bị phạt trừ điểm trong những trường hợp mà họ sai kỹ thuật, biểu diễn vượt quá thời gian quy định hoặc có những tình huống di chuyển sai, rơi binh khí hoặc là vượt ra khỏi giới hạn trận đấu. Ngoài ra cũng có thể bị trừ điểm nếu như trang phục không tuân theo yêu cầu quy định, nhưng có lẽ là trường hợp này thì sẽ ít xảy ra. Performance time 3.00 seconds. I repeat again, performance time 3.00 seconds. Thời gian thi đấu của các vận động viên Malaysia là 3 phút 00 giây. Như vậy là hai vận động viên của Malaysia đã hoàn thành phần thi của mình, phần thi ganda của mình với thời gian đúng 3 phút, đúng thời gian quy định của một bài biểu diễn. Sajan Chuga và Taki Yudin Hamid chính là hai vận động viên đã giành huy chương vàng tại SEA Games 30 ở nội dung ganda của nam, nội dung đối luyện tự do ở môn pencak silat. Và như vậy là thêm một lần nữa cặp Malaysia là những người giành chiến thắng, họ có tổng điểm trung bình là 9,950 điểm, trong khi đó thì cặp vận động viên của Singapore